Hello quý vị ơi, hôm nay em kể quý vị nghe chuyện này. Trời trời, em kể mà ốc cục em nó nổi là nổi hết cả da gà quý vị. Trời ơi, bình tĩnh nghe em kể chuyện này. Một cái mẫu chuyện này hết sức là em giật mình mà ốc ác em nổi, cho nên em muốn chia sẻ với quý vị nghe liền. Quý vị bình tĩnh mà lắng nghe cái chuyện này nghe, để mình cảnh giác luôn nha quý vị. Hôm nay tới cái mẫu chuyện là nói về cái ATM quý vị ơi, sợ lắm. Thiệt đó, hôm nay em đi cây ATM quý vị biết gì không? Em ra cây ATM rút tiền, khi mà rút tiền xong đó quý vị, thì bắt đầu là tự nhiên em thấy có một cái chị phụ nữ nào đó chỉ tấp cái xe, chỉ tấp cái xe vô sát đó, cái chị thấy em tự trong cây ATM đi ra. Trời trời, bà đi lại gần bà nói: "Ê em ơi em gái ơi." Thế em quay lại em hỏi: "Gì chị?" Bà nói: "Trời em nhìn giùm chị cái, sao cái iPhone của chị làm gì mà chị vô Facebook không có được hết trơn vậy? Nhìn em giỏi giỏi, chắc em giỏi về trên mạng công nghệ rồi, em coi giùm chị coi, chị có chuyện này sao lướt lướt không được, là cái nó bị gì vậy cưng, cái điện thoại chị này nó bị đứng cứng ngắc à, điện thoại cũng không được mà vô mạng cũng không được, em coi giùm chị đi." Thì mình thấy vậy mình cũng hả nhiệt tình, chị em phụ nữ với lại mình trên mạng này thì mình cũng chém gió thầy chạy luôn. Thấy vậy mình cũng cầm cái iPhone chỉ, mình cũng chấm chấm mình quẹt sao mà nó không đi thiệt sự quý vị ơi, không biết sao mà bật lên rồi mà mình chấm mình kéo nó cũng không có đi nữa. Em kêu chỉ tắt xuống, tắt xong rồi cái kiểu giống như tắt nguồn vậy đó, cái bắt đầu bật lại. Bật lên thì em cũng ủa sao nó không đi chân á, mà người ta nói người ta có chuyện nữa, người ta cần điện thoại nữa mà mình không có giúp được thì cũng kỳ. Thì không, mình coi kỹ, cái tự nhiên em đang coi em sực nhớ mấy vụ gạt, em sực nhớ ở trên mạng người ta hay nói cái vụ mà chỗ cái ATM mình đi ra đó, mà mấy cái người mà nó gạt mình đó, nó đưa điện thoại cho mình, nó nhờ mình coi gì trong đó rồi nó tẩm thuốc mê lên điện thoại đó, mình chấm chấm hồi là mình thấm thuốc mê, là nó lấy tiền lấy xe của mình hết, tại mình mới rút tiền ra. Trời trời, tự nhiên em nhớ trực lại là chết mẹ ơi, trời trời trời, mình nãy giờ mình chậm quét em hết hồn. Trời ơi, em phóng lên cái xe em liền, trời trời, em phóng xe em để máy cái rẹt em chạy, trời trời em chạy hết biết cái gì ơi, mà em chạy em nhìn vô kính chiếu hậu em thấy cái chị đó bấm phóng lên xe bấm ngược em thiệt cái gì. Trời trời trời, bà cũng chạy theo em, bà chạy hết biết, bà chạy mà bà ngất 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 gì nè. Em thấy em nói trời ơi, là trời trúng kế rồi, trời xém chút nữa chết rồi, bây giờ mình phải tranh thủ cái thuốc mê nó chưa ngấm vào mình phải chạy nhanh thật là nhanh đi về. Mà em chạy mà em nhìn theo kiến chú hậu mà sao phải cứ chạy theo em hoài. Thấy vậy em nói bây giờ mình phải lạng lách vô mấy cái con cua mấy con hẻm để mình cắt cái đuôi bả đi, để không phải chạy theo mình sao. Rồi thế là em chạy, trong lúc mà thuốc chưa thấm em chạy riết về nhà, em chạy cắt thì chạy qua hai ba con hẻm, em chạy đến vòng hai ba con hẻm thì em thấy mất tiêu bả, cắt cái đuôi bả ơi, bả hết chạy theo mình kịp vậy mà bả cũng không biết đường nữa. Em thấy vậy em khỏe, em chạy riết về nhà. Trời trời, em nói về nhà đi rồi thuốc thấm, về nhà đóng cửa lại khóa lại rồi thuốc có thấm mình cũng ở trong nhà cũng không sao. Ôi em chạy về tới nhà, em chạy xe vô nhà cái em đóng cửa lại, em ngồi em đợi cho coi hồi thuốc thấm được mình coi như thế nào. Thì khi mà em ngồi xuống em thở, em ngồi xuống ghế em phát cửa em thở, sợ quá sợ quá, thì em nói sợ quá thì em coi lại cái điện thoại, cái tay em đang cầm cái điện thoại iPhone của bà đó. Nói chết mẹ, mình cầm điện thoại hàng chi người ta gượt theo mình quá trời. Trời ơi ghê không quý vị, sợ hết biết luôn. Cuối cùng là em cầm điện thoại em chạy về nhà. Cái chuyện sao mà cố chuyện vui quý vị à, em muốn gửi đến quý vị một cái câu chuyện mình dựng tình huống hài hước của những bạn ở trên mạng hay cái nói về vấn đề này đó, thì cũng là một cái đề phòng một cái cảnh giác thôi, nhưng mà nó đưa vào tình huống vui thì em lấy ví dụ về em đi. Em thường thường vậy đó quý vị, em kể quý vị nghe á, em sợ giống như là mình có đụng chạm tới người này người kia đó, thì em hay lấy cái bản thân em để em làm ví dụ cho quý vị nghe. Thì cái chuyện mới thì cũng là một cái ví dụ về em đó, em muốn lấy ví dụ để mà kể gửi đến quý vị mình có tí xíu hài hước cười cho nó vui. Thì đó là cái mỗi chuyện đó, nó cười tí xíu giải trí cùng quý vị 2 3 phút. Bây giờ em xin phép kể một cái câu chuyện này quý vị, một câu chuyện này ta nói nghe nó ghi ly kỳ hấp dẫn và nó làm cho mình hồi hộp, mình muốn đứng tim luôn, đứng tim còn hơn cái mẫu chuyện vừa rồi đó quý vị. Quý vị nghe nè nha, quý vị lắng nghe nè nha, và nhớ cổ vũ cho Tấm Cúc bằng một like thích lên trước khi vào cái mẫu chuyện này, hồi hộp lắm nha quý vị. Nhớ đăng ký kênh giùm em chứ nha, hồi hộp như cái mặt em hiện giờ. Cái mẫu chuyện tiếp theo nó có cái tựa đề là cái thế lực siêu nhiên. Như thế nào gọi là cái thế lực siêu nhiên, mà cái tình huống như thế nào, cái tình huống nó gây và nó qua mấy cái cua ta nói nó gắt củ kiệu luôn đó. Thì như thế này nè quý vị, ở trong cái bệnh viện này, ở trong cái bệnh viện mà có cái phòng mà người ta để là chuyên gia mà để mà chăm sóc đặc biệt những người bệnh nhân mà bệnh về tim mạch đó quý vị,
Thì ở trong cái phòng này nó thiết kế đặc biệt để mà có máy trợ thở, trợ tim rồi đó. Tại vì đưa vô cái chỗ này là coi như bệnh nhân rất là yếu, không có còn mà cử động, không còn gì, chỉ có sống là nhờ cái máy trợ tim của người ta đó, thì người ta mới sống được trong cái phòng đặc biệt này, phòng mạch, phòng tim này. Đó quý vị, mà không biết như thế nào là cái chỗ này là giống như người ta yên tĩnh đó, nhưng mà người ta có thuê một cái nhân viên để mà giống như một tuần là trưa chủ nhật là cái người nhân viên mà dọn dẹp này là phải đi vô, giống như dọn dẹp lau chùi thì một tuần một lần thôi chứ không phải mỗi ngày, tại vì không có mỗi ngày được, cho nên một tuần phải vô đó là dọn dẹp trong cái phòng này một lần đó. Thì không biết như cái thế nào mà trong cái phòng này quý vị biết không, đúng 11 giờ trưa chủ nhật, tuần nào cũng như tuần nấy, đúng 11 giờ trưa là tự nhiên có một cái bệnh nhân đột ngột chết, và ngay một cái giường đó luôn, và ngay cái thời điểm đó luôn, không biết sao kỳ vậy đó. Thì bắt đầu là người ta không có lý giải được, không có ai lý giải được tại sao mà cái giường này, trong cái phòng này mà nó nhiều giường, nhiều bệnh nhân nằm, mà tại sao ngay trong cái giường này cứ mà đúng 11 giờ trưa là có một người ra đi, một người tắt thở ở trên cái giường này. Thì có người người ta giống như người ta dị đoan đó, người ta nói là giống như cái giường này là thiết kế cái kiểu là nó không có hợp phong thủy, nó có thể là những cái xương, những cái khung sắt hay những cái gì nó có thể nó chạm tới cái lòng mạch, cái cọng dây gì đó để mà nó làm cho phải là phạm với cái phong thủy, để mà cái năng lực siêu phàm đó đó, người ta phải là trừng phạt để mà mỗi một tuần đúng 11 giờ phải chết một người, và ngay cái giường đó. Thì người ta sợ quá, trời ơi ai cũng sợ hết trơn, sao thấy ghê quá vậy. Thì bắt đầu mấy tập trung các bác sĩ lại, thì bắt đầu mấy là kêu, giống như thuê hay là nhờ một cái nhóm mà giống như là bác sĩ mà nghiên cứu đặc biệt về cái đó, là giống như một sơ một một nhóm của bác sĩ là người ta là chuyên về những cái khám phá những thế nào nãy kia đó. Thì họ mới tập trung vô để mà họ nghiên cứu quốc tế luôn đó. Một cái nhóm bác sĩ mà chuyên gia nghiên cứu về cái này cái kia đó của quốc tế đó, thì họ mới tới cái phòng đó, họ mới nghiên cứu tại sao trong các phòng, ở trong cái phòng mà tim mạch chăm sóc đặc biệt này, các giường bệnh mà tại sao không có giường nào mà đi hết trơn, mà có một cái giường đặc biệt đó mà miễn tới 11 giờ, đúng 11 giờ ngày chủ nhật là phải có một người trên cái giường đó ra đi. Người ta sợ lắm. Cái đó là nhóm bác sĩ biết, chứ còn ở ngoài bệnh nhân người ta đâu có biết, người ta đâu có tránh được cái giường đó ai xui gũi thì người ta đưa vô tới cái lượt người nào nằm lên đó, thì người nhà bệnh nhân cũng có biết gì đâu, chỉ có bao trong bác sĩ biết thôi. Thì các bác sĩ này mới khó chịu quá, bắt đầu mới mời ra một cái nhóm chuyên viên quốc tế đã đi về để mà kiểm tra. Thì cái ngày đó họ quyết định ngay cái ngày chủ nhật này là các bác sĩ phải đứng ở ngoài canh chừng, mới có sáng sớm là họ canh chừng, họ đợi cho tới 11 giờ trưa, thử coi cái điều đó như thế nào. Họ đợi từ khắc từ giờ 10 giờ bắt đầu là cả nhóm bắt đầu là mồ hôi hột sức hết trơn rồi đó nghe, để xem cái thời khắc đúng 11 giờ cái chuyện gì xảy ra mà cái người trên cái giường này là phải chết trong nhiều tuần qua liên tiếp như vậy. Và họ hồi hộp chờ đợi. Thì khi mà họ chờ đợi được tới cái lúc mà quý vị biết, lúc mà 10 11 giờ đó, cũng như là 10 giờ 55 bắt đầu họ đếm từ 1, đếm ngược cho tới 11 giờ. Họ im lặng, cái tiếng thở không có ra hơi luôn, giống như là thở mà không nghe, nó lặng thinh như vậy. Thì đến 11 giờ tự nhiên mọi người thấy ở trong phòng mở cửa ra và một cái nhân viên dọn dẹp vệ sinh đó. Họ đi tới cái đầu giường của ngay cái giường mà hàng tuần có người chết đó. Cái người nhân viên dọn dẹp vệ sinh đó quý vị biết làm gì không? Họ đưa tay lên, họ gỡ cái chui của cái máy mà trợ tim, trợ thở, trợ tim cho người ta đó. Họ gỡ cái chui ra để họ lấy cái chui điện đó đó, họ ghim cái máy hút bụi vô. Đặng họ đi hút bụi, rồi người trợ tim bị rút cái máy ra nên chết. Chỉ có vậy thôi á. Chỉ có vậy thôi á, mà em kể hồi hộp mất chết luôn. Đó là một cái sơ sót đó quý vị. Thì đó cũng là một cái tình huống là sơ sót trong
cái chuyện mà coi chừng đó thì nhiều khi cái người mà dọn dẹp vệ sinh thì quý vị biết là những cái người đó thì người ta thường thường người ta làm những cái việc đó thì người ta không có hiểu biết về máy móc đồ nhiều đâu. Nói chung là cũng có một số người người ta cũng rất là bình thường, người ta chưa có hiểu lắm, cho nên người ta thấy cái ổ điện nào đó thì nó có cái lỗ điện trống đó để người ta ghim vô, để người ta cầm cái máy hút bụi, nhưng mà trong đây không có cái lỗ điện nào hết trơn, thì thấy cái chui nào đó thì hút đỡ gần chui rồi ghim cái máy hút bụi mình vô. Cái đó là chuyện thường gặp của gia đình mình cũng vậy đó quý vị. Nhưng khi mình đang sạc hay là mình đang làm cái gì đó thì khi mà mình cần làm gì thì mình cũng phải rút cái chui ra. Nói tới nói lui thì chính bản thân tấm cúc cũng như vậy, nên là quý vị, là quý vị biết không, khi mà cúc làm nhà phía trước á thì người ta lấy cái máy mà để mà cắt sắt cắt gạch cắt đồ đó quý vị, thì người ta phải có một cái chui điện và nó kéo dài sợi dây cả chục mét gì đó, thì người ta mới đi vô nhà mình, người ta mới ghim điện. Nhưng mà vô tới cửa vô nhà ghim điện á thì đang cắt gạch á, thì thường thường tấm cúc hay có đóng cửa sợ bụi nó vô nhà đó, cho nên là cái ổ điện gần nhất là cái ổ điện gần cửa đó, thì cái chỗ đó là tấm cúc có ghim một cái chui của cái camera trong cái nhà. Tất cả các camera trong nhà thì nó vô cái chui, nó vô một cái hệ thống cái chui đó, nhưng mà ngặt cái ổ điện nó toàn là công tắc không, chỉ có một duy nhất một cái chui hai lỗ để ghim cái camera. Thì khi mà ở ngoài kia người ta cầm cái dây vô, người ta để mà người ta cắt gạch cắt đồ, người ta ghim vô chui đó, thì tấm cúc buộc lòng phải rút cái chui của cái camera ra, rút cái chui ra thì mới gắn cái kia được đó. Thì khi rút vô rút ra thì mới gắn cái chui của mấy ông thợ điện vô được, thì mấy ông thợ điện, mấy ông thợ làm gạch thợ hồ đó, thì họ làm xong tới chừng mà chiều họ đi về thì tấm cúc lại quên gắn lại ghim gắn cái chui của camera vô lại. Thì khi tối tấm cúc lên phòng ngủ thì tấm cúc mới nhìn camera, thì khi mà nhìn vô thì ôi trời chết cha, camera mình nó bị hư hay gì, ủa đâu vậy, sao mà cứ ngoại tiếng nó không có vô được với chân vậy, nó để kỳ vậy. Thì suy nghĩ hồi kỳ, đứa nào làm gì hư camera tôi, hay là có ai phá gì không, bắt đầu tự nhiên mình suy diễn tùm lum tà la. Chứ thì cuối cùng chạy xuống coi, nhớ chực lại thì cái chui nó rút mẹ ra ngoài còn đâu nữa mà nó phát cho mình coi. Đó là như vậy đó, vì thì giống cái trường hợp mới thì như vậy đó, giống như là mình và sơ sót một tí xíu là nó vậy đó. Thì cũng cảm ơn quý vị nãy giờ đã ngồi nghe Tấm Cúc kể hai mỗi chuyện vui và tám chuyện với em tám chuyện với cả nhà mình, rất là quý cả nhà mình, tại vì mọi người yêu thương Tấm Cúc, mỗi ngày ngồi nghe Tấm Cúc kể chuyện và tám chuyện vui với quý vị, thì em coi quý vị là một cái đại gia đình lớn của Tấm Cúc. Em rất là vui được quý vị đồng hành cùng Tấm Cúc và gửi cho Tấm Cúc những cái mỗi chuyện hài hước qua cái email thì 0979789800, còn qua điện thoại thì 0979789. Em nói lộn mà trời trời, hôm nay em nói lộn quá, hôm nay em mất bình tĩnh quá. Em nói lộn, em nói lại nha quý vị. Quý vị có những cái mỗi chuyện hài hước tí làm vui nhớ gửi về cho kênh của Tấm Cúc qua cái địa chỉ email Nguyễn Kim Cúc 191181 a@gmail.com, hoặc là gửi cho em qua số điện thoại thì 0979789800. Tấm Cúc cảm ơn quý vị rất là nhiều. Có bao nhiêu mà em hồi hộp em nói lộn luôn á quý vị. Em cảm ơn quý vị nãy giờ đã ngồi nghe em tám vui và xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Tám Cúc kể chuyện ngày mai vào lúc 5:30 chiều của Việt Nam. Em cảm ơn và chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai nha. Mai ghé nữa nha.